Thưa các bạn, có rất nhiều loài cây trồng phải bới gốc bón phân khi muốn thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong một thời gian nhất định. Cho nên, trong canh tác hay chăm sóc cây trồng, bón phân bổ sung cho đất là việc các bạn thường nên làm thường xuyên. Nhưng có những loại cây khi bón phân động chạm tới rễ không gây ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển tiếp theo. Nhưng có những loại cây không ưa động chạm vào bộ rễ, cho nên khi tiếp xúc, bạn nên cẩn thận tránh để va chạm mạnh vào bộ rễ hoặc để vỡ bầu. Không chết, nhưng cây cũng ốm và rất lâu hồi phục. Đó là cây hoa hồng của chúng ta. Hôm nay, Trung Hồng lên sóng chia sẻ với các bạn kỹ thuật bới gốc bón phân cho cây hay trồng hoa hồng nhà các bạn. Lúc nào thì cần nên bón và lúc nào thì cần phải bới gốc. Và kỹ thuật bới gốc như thế nào để cây hoa hồng không bị ốm. Xin mời các bạn hãy xem kỹ cho hồng bới gốc những cây hoa hồng 1 năm tuổi của mình. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2020. Trời Bắc Giang 35 độ thưa các bạn. Đây là những cây hoa hồng 1 năm tuổi. Vì ngày xưa mình chưa bón phân cho nó, cho nên bây giờ hôm nay mình mới bới đất ra để bón phân cho những cây này. Mình sẽ bới ra. Các bạn xem cây hoa hồng 1 năm tuổi được rễ nan đến đâu các bạn biết này. Mình bới luôn nè. Bởi vì cây hoa hồng này là 1 năm tuổi. Đây các bạn. Bây giờ mình sẽ bới gốc ra, xem rễ nó ăn được đến đâu. Qua đó chúng ta mới hình dung được tại sao mình muốn chia sẻ với các bạn là cây hoa hồng phải rất lớn rễ nó mới ăn được kín đây. Các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bới các bạn xem. Đây là những chậu hoa hồng của mình đã gần 14 tháng tuổi. Nói chính xác là mình trồng ngày 29 tháng Giêng âm lịch. Thì tới cho bây giờ thì nó cũng suýt soát 14 tháng các bạn ạ. Hơn 13 tháng một chút. Những chậu này khi trồng mình bị thiếu phân trộn cho giá thể. Cho nên hôm nay sau hơn 1 năm mình mới bón bổ sung. Tất cả có 23 chậu mình cần phải bới bón. Số còn lại ở vườn này là giá thể mình đã trộn đầy đủ ngay từ đầu, cho nên nhiều năm tiếp theo mình sẽ không phải bới bón nữa, mà chỉ tưới nước cho phân ăn vô cơ rắc vào quanh chậu là đủ. Các bạn hãy nom kỹ, mình biết sâu thế này mà vẫn chưa thấy rễ xung quanh, cho nên bạn cứ lo bón tưới nhiều khi cây còn bé thì là thừa thãi, bởi vì rễ còn chưa nết những cái giá thể bạn đã chăm nó ngay lúc đầu tiên cho vào chậu các bạn nhé. Các bạn lưu ý, vét khi mình để ý thấy có dạng như rễ là mình ngừng thôi ngay, chứ đừng vét sâu vào nó vỡ, nó cũng chết hại. Đây các bạn nom, xem là mình đến 1 năm trời mà nó đã ăn ra những cái ngoài rồi các bạn. Đây là mình, những cái chỗ mình vét và mình thấy là bắt đầu rễ nó mới ăn được cái mép đấy các bạn nhé, 1 năm rồi. Thế cho nên một số các bạn cứ bảo là lo chăm tưới bón cái lúc nó mới trồng, nếu giá thể mình tốt thì không cần thiết các bạn ạ. Bởi vì nó cũng chưa ăn ra đến đấy mà. Thế mình lại nhắc lại là những cái chậu này khi mình trồng, lúc trồng là mình thiếu phân. Thiếu phân cho nên là mình không có phân trộn, cho nên là mình mới trộn một ít xỉ tan lo và một số chất. Như mình bạn nói rồi, hôm nay mình sẽ trộn lại những cái giá thể chuẩn phân để mình bón vào cho nó đầy đủ.
Mình có 23 chậu đây các bạn này. Hôm nay trên Bắc Giang là nóng, bây giờ mới là 7 giờ rưỡi sáng mà trời đã trên 30 độ các bạn nhé. Trên 30 độ ở Bắc Giang. Nắng là nắng thật chứ không phải nắng nữa. Các bạn đồng cái bóng nắng đó đấy. Không biết cây hoa hồng nhà các bạn thế nào, còn cây hoa hồng nhà mình 1 năm tuổi đây. Mà năm nay từ Tết đến giờ mầm độc nó ra nhưng mà kém. Mình chia sẻ với các bạn này đấy. Năm nay mầm độc nó kém chứ quay năm nếu nó ra thì nó sum xuê lắm rồi. Bởi vì mấy lần lộc vừa rồi là nó bị ốm, yếu ốm yếu các bạn nhé. Đây là số lượng phân chuồng. Mình có cho thêm một chút titan một chút thôi nhé các bạn nhé. Và 23 chậu này mình cho 10 cân lâm vi sinh. Mình đã cắt cái cân lâm vi sinh phân trong ranh đấy các bạn ạ. 10 gram phân lâm vi sinh trộn vào. Và khoảng độ 1,5 kg phân đầu trâu. Nghĩa là mỗi một gốc như vậy chia ra thì chưa được một lạng. Đây là mình trộn số này là để cho vào 23 cái gốc như mình vừa giới thiệu với các bạn ở trên. Ở chỗ này 80% là phân chuồng hoai mục. Mình chỉ có một chút ít chỉ than vào để lấy chất tơi xốp thôi các bạn nhé. Đấy, toàn phân chuồng, đây là phân bò hoai mục. Ú như thế này là đã ú được nửa năm rồi các bạn nhé. Nó mới hoai mục như thế này. Các bạn nó mới, đấy nó hoai mục. Tuyệt vời, bón cắt rễ cây nó sẽ ăn ngay các bạn ạ. Nhớ là cái chỗ này là mình bón là bón này cho nên ưu tiên này là chỉ có 30% chỉ than thôi. Còn 70% là phân, không có tí đất nào. Đấy, các bạn không cần phải cho đất. Thế nếu bón thế này rồi thì không cần phải cho đất. Thế này nếu mà cho các bạn có phân cho này thì tuyệt vời đấy. Mình nghĩ rằng những cái chậu mình bón này sẽ tốt hơn những cái chậu giá thể cũ kia. Sau khi chúng ta cho vào trộn đều các bạn ạ. Đấy, mình cho một cân, khoảng là cân rưỡi, cân sáu gì đó. Mình mua 2 cân thì mình cho không hết, mình bớt lại. Đấy là phân đầu trâu các bạn nha, 10 cân lân vi sinh và khoảng 1,5 cân cân hơn cân rưỡi đầu trâu. Và chúng ta sẽ trộn đều để tí cho vào lấp, cho vào cái gốc đó các bạn ạ. Thưa các bạn, cây hoa hồng cần được chăm sóc kỹ lưỡng và chu đáo. Ở một số bài viết mình đã chia sẻ với các bạn về cách bới bón ở gốc. Cây hoa hồng là một cây có bộ rễ rất yếu, nó không ưa đụng vào bộ gốc, cho nên khi bới bón các bạn phải hết sức cẩn thận, đừng để vỡ và đừng xâm phạm sâu vào bộ rễ. Và lúc nào thì bạn cần bón như thế này, chỉ có mùa đông xuân và một tiết mùa thu đông mát mẻ thì bạn nên bới gốc bón phân như thế này. Còn mùa hè nóng nực và những lúc rét buốt khô ạ, rét buốt thời tiết thấp các bạn không nên bón, không nên bới gốc các bạn nhé. Cho nên việc bới gốc bón phân này vào cái thời điểm nào là rất quan trọng. Cho nên các bạn phải lựa những lúc cây đang phát triển và cái mùa vụ đang phát triển này bới gốc thì nó cũng chột đấy. Và bạn, các bạn lưu ý là đừng để đánh vỡ bầu, đừng để vào gốc rễ sâu quá, các bạn đừng bới phạm vào rễ nhiều quá. Thế nếu để vỡ bầu thì nó sẽ bị ốm. Đấy, bây giờ mình đã đổ vào rồi, mình sẽ đổ cái số phân đó vào đó, mình sẽ bón vào đây. Và mình cũng chỉ bón cái cách thành miếng chậu khoảng độ 2 cm, để sau đó mình lấp tan xỉ lên làm cái bề mặt để tưới bón các thứ để cho nó đỡ xói mòn các bạn. Mình lại chia sẻ tiếp với các bạn về chỗ lúc nào thì các bạn cần bón. Đấy, cái số lượng phân và đất bón như thế này, trước thì khi trộn giá thể thì không được ưu tiên phân như thế này các bạn ạ. Trước trộn giá thể thì ưu tiên chỉ 40-50% phân thôi, nhưng hôm nay mình bón chỗ này là chỗ 70% phân. Đấy, bởi vì phân vừa rồi là mình mục phân mục nhiều. Đấy, thì các bạn nhớ là các bạn là cái thời điểm bới gốc này rất quan trọng. Và những cái thời điểm như thế này các bạn bới gốc bón xong và các bạn sang chậu ở thời điểm này cũng tuyệt vời, bởi vì nó vẫn đang phát triển. Mới đầu mùa hè đêm hôm nay 35 độ, nhưng ở đêm thì các bạn ạ, đêm ngủ vẫn phải lắp chăn mỏng thì tầm cỡ 20-22 độ thôi, rất phù hợp các bạn nhé. Thời tiết hiện tại rất phù hợp với những cây hoa hồng nhé. Nắng như thế này thì chỉ một ngày nữa thôi là các bạn không nom tí bóng trắng của phấn trắng đâu. Nó chết từ cách ngày đây mấy hôm rồi các bạn ạ, phấn trắng. Cho nên khi có ánh nắng mặt trời trực diện thế này
là một điều tuyệt vời cho cái hoa hồng của chúng ta. Các bạn lưu ý chỗ đó. Thưa các bạn, những hình ảnh các bạn đang được nông thấy trên màn hình là những hình ảnh chung hoa hồng mới quay sáng nay, ngày 28 tháng 4 năm 2020. Một số bạn mua hoa của chung hoa hồng trong Tết Nguyên Đán với những chậu hoa hồng 1 năm tuổi có thể bơi bón theo cách hướng dẫn này của chung hoa hồng. Vì giá thể của chung hoa hồng lúc trồng đã chuẩn rồi, cho nhiều năm sau bạn không phải bơi bón. Nhưng nếu bạn có điều kiện với phân chuồng hay rất nhiều loại phân hữu cơ nào khác thì có thể bơi lúc trong lúc rễ chưa ăn ra này để bổ sung thêm phân theo ý muốn của bạn là một việc làm không thừa. Chung hoa hồng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết bài viết này. Nếu các bạn thấy những gì chung hoa hồng chia sẻ với các bạn là hữu ích, hãy đăng ký kênh và nhấn like, chuông, chia sẻ với bạn bè của các bạn. Để chung hoa hồng ngày càng có những động lực viết các bài viết hay hơn, chuẩn xác hơn về kỹ thuật chăm sóc và bón hoa hồng. Rất cảm ơn các bạn. Một lần nữa, xin chào các bạn. Hẹn gặp bạn, gặp lại các bạn vào bài viết lần sau. Xin kính chào các bạn.